Một nam thanh niên từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Sóc Trăng nhưng không khai báo y tế, hậu quả làm 9 người khác bị mắc COVID-19. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Trước đó, người này đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Sóc Trăng nhưng không khai báo y tế và tiếp xúc với nhiều người. Đến ngày 14 tháng 7, anh được yêu cầu khai báo y tế và cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm sau đó là dương tính. Do không thực hiện đúng theo các quy định trong phòng chống dịch, nên đến đây đã có 9 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến thanh niên này.